gì à? Rồi đơn hàng này của anh Vũ đắt bơ không? Đơn hàng của anh Vũ đắt bơ. Cái kích cơ khí 3 tấn thôi. Để mà kích cơ khí 3 tấn. Ở ngoài trời đang mưa. Em quay video cho anh coi coi. Tấm này của anh luôn. Chào xuống từ cái mức này xuống là khoảng 72. 72 nha. 72. Này, anh nhìn là cái bộ này là đặt ở cái nhà máy sản xuất rất tốt, và anh nhìn cái bộ nhông rồi nó rất là đẹp không, cái nước sơn nữa, chứ nó không phải là dính lại mấy cái ba gió thấm để nó nhà sản xuất sắt, nên cái loại này xài rất là bền. Xài cũng một trăm lẻ trăm lẻ tám quá đến trăm lẻ tám cm thôi, và nó phải hơn một mét còn gần cái điểm này. Rồi cái bạn này là 43 này, 43 các bạn thấy không, 43 chỗ này là 108 108. Rồi giờ em đóng hàng lên luôn nha, đi giao luôn. Hãy